Nhân dịp Tết Trung Thu năm 2021, thành phố Sông Công đã tổ chức 18 đoàn gồm các đồng chí lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và các cơ quan, ban ngành đoàn thể thành phố đến thăm tặng quà các cháu thiếu nhi tại 18 trường mầm non trên địa bàn thành phố. Năm học này, toàn thành phố Sông Công có gần 5.000 học sinh ở bậc học mầm non, học tập tại 18 trường mầm non, trong đó có 13 trường công lập và 5 trường tư thục tại những nơi đến thăm tặng quà, các đồng chí đại diện lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố đã biểu dương sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ giáo viên các nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay. Trung thu năm nay, các trường học trên địa bàn đều không tổ chức Tết Trung thu tập trung như mọi năm mà chỉ tổ chức gọn riêng từng nhóm lớp, đảm bảo cho các em thiếu nhi không khí vui tươi phấn khởi trong mùa dịch. Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã trao cho mỗi nhà trường một suất quà trị giá 1 triệu đồng, tặng một bộ đồ chơi ngoài trời trị giá gần 80 triệu đồng từ nguồn quỹ bảo trợ trẻ em của thành phố cho trường Mầm non Thắng Lợi. Cùng với việc thăm và tặng quà, Ủy ban nhân dân thành phố cũng chỉ đạo các địa phương và các phòng ban chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục về quyền trẻ em, luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em, đề nghị các địa phương, nhà trường quan tâm thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong quá trình dạy học ngay từ đầu năm học.